Này vui này. Thật là thú vị hơn xưa rất nhiều. Nhưng mà chiến đấu cắt cấm rồi. Tú vậy. Tàu tới rồi, chuẩn bị lên tàu nha. Tiếp hệ tàu chuẩn bị khởi hành đây. Tham quan một vòng đập sang nha, con tàu lớn nha. Ta vô nhỏ xíu luôn rồi quá. Tàu chạy lắc dữ á. Wow, chim én đâu quá trời. Chiếc tàu này nó hơi lạ. Này đâu học sinh này đi đâu đi.